Thì mọi người tối nay mình cùng ăn bánh tráng với kem nha. Đây là hai cái combo bánh tráng bơ vừng, loại là bánh tráng dẻo tôm và một loại là bánh tráng phơi sương nha. Tổng lượng bánh tráng cho mỗi combo là 250g lượng. Đây có bao gồm một tiếp bơ 100g nè. Còn đây là trái sốt chua cay nấu từ nước cốt tắc. Đây có khô, muối tôm, đậu phộng, một hộp hành phi, một hộp tép sấy. Topping thì riêng biệt như vậy cho mọi người dễ ăn luôn. Còn bánh tráng dẻo tôm thì cực kỳ dẻo nha cả nhà. Mình thử xé ra cho mọi người xem nha. Ăn không hay ăn kèm topping đều ok. Đây là cái combo phơi sương vừa nè. Cũng giống y chang combo kia à. Lượng cái là tới 250g bánh tráng lượng. Tha hồ mà ăn luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ cuốn và ăn tại nhà nha. Đây mình cho tép sấy lên nè, mình cho hành phi rồi mình rưới rưới cho nó dài ra, mình cho đậu phộng lên, còn rồi cho một ít khô lên. Mình nhớ xé khô ra nha mọi người, như vậy sẽ ngon hơn á. Mình cuốn lại, do mình ăn tại nhà thì mình sẽ cắt ra. Bánh tráng phơi sương thì mình cũng làm y chang vậy luôn. Quên hang có muối tôm nữa, ai ăn mặn thì cho thêm muối nha. Chứ riêng tôi thì tôi thấy cho cái này là vừa ăn rồi. Do là mình ăn tại nhà nên mình cũng làm màu mè tí xíu. Rồi mình cũng cuốn không vào tí xíu nữa rồi mình cắt ra, mình cho thêm topping lên. Ăn tại nhà mà cứ tưởng đâu ăn tại quán người ta bán luôn á mọi người. Sau cùng là bắt đầu mình sẽ xịt bơ lên hết nha mọi người. Bơ này ăn béo lắm, đậm đà mà thơm nữa. Túi 100g thì thôi chứ nhiều lắm mọi người, xịt quá trời xịt luôn mà chưa có hết cái bịch á. Cái sốt này là phải săn trên like mới có nha mọi người. Quyền là kèm chứ không có bán luôn á. Này mình có thể rưới lên mình ăn như vậy, hoặc là mình cuốn luôn, hoặc là mình chấm riêng bánh tráng đều được. Nhiều bạn cứ hỏi Kim là dẻo tôm với phơi sương nó khác nhau cái gì. Khác rõ ràng luôn á. Mà mê ăn cay cay mặn mặn thơm cái mùi dẻo tôm thì mình chọn bánh tráng dẻo tôm. Nhưng bánh tráng dẻo tôm là cái loại mà có gia vị sẵn trong bánh tráng luôn. Mình ăn không hay ăn kèm topping nó đều ngon. Bánh tráng phơi sương á thì nó chỉ mỏng dẻo tròn, nó sẽ lạt lạt không có gia vị nha. Nhưng do là bánh tráng dẻo tôm nó có gia vị sẵn á nên bánh tráng nó sẽ hơi dày nhưng mà nó cũng dẻo nha mọi người. Phơi sương thì nó mỏng dẻo nhưng mà nó nhỏ hơn. Là mỗi loại sẽ có một cái đặc trưng, một cái ngon riêng. Về topping thì như nhau à. Có bơ, có hành phi, có tép sấy, đậu phộng, có muối tôm, có khô nữa. Cách ăn thì mọi người có thể cuốn trực tiếp hoặc là cắt nhỏ ra như vậy. Cho topping lên là mình xịt bơ lên ăn thôi. Trông ăn đơn giản dữ lắm. Combo này ăn 3-4 người một lúc no luôn nha cả nhà.